lô đất một sẹt đứng tỉnh lộ 329. Diện tích là ngang 27m3, dài 26m, cách tỉnh lộ 329 chỉ 300m. Giá chính chủ ký gửi là 120 triệu trong 1 mét ngang. Mời các anh chị đón xem. Mến chào tất cả các anh chị, chào mừng chị đã đến với kênh Bất Sản Quang Linh. Em đang có mặt tại đường tỉnh lộ 329. Từ vị trí này chúng ta đi thẳng 300m sẽ đến Ủy ban xã Hoa Hội. Còn chúng ta đi thẳng theo này 400m sẽ đến chợ Hoa Hội. Và trong video này em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất nằm một sẹt đường tỉnh lộ 329, cách đường tỉnh lộ 329 là 300m. Diện tích của lô đất là 27m3, dài 26m, đất phủ hơn 100%, giá chỉ có 120 triệu trên 1 mét ngang. Mời các anh chị cùng di chuyển theo em để khám phá một lô đất đẹp, giá cực kỳ đầu tư này nhé. Bất động sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các anh chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo 0986606314 để em có thể tới đất kiểm tra quy hoạch và quay video gửi đến khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Và trên màn hình đã xuất hiện vị trí chính xác của lô đất mà em muốn giới thiệu cho các anh chị trong ngày hôm nay. Quanh vị trí lô đất chủ đã cắm cọc kéo lưới rất là rõ ràng các chị. Diện tích của lô đất là 27m3, dài cạnh bên này là 26m và cạnh bên này là 20m rưỡi. Đất phủ hơn 100% và giá chính chủ ký gửi là 120 triệu trên 1 mét ngang. Và trên màn hình là quy hoạch của lô đất chúng ta, đất phủ hơn 100%. Quanh vị trí lô đất nhà cửa xây dựng rất là nhiều nên lô đất này rất hợp cho chị đầu tư phân lô. Ở vị trí này, điện và đèn đường là đi lên đất các chị. Đường trước đất là đường nhựa rộng 6m và cách tường tỉnh lộ 329 chỉ 300m. Đất nằm một sẹt đường tỉnh lộ 329. Anh chị có thể hình dung vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh. Cách tỉnh lộ 329 là 300m, cách Ủy ban xã Hoa Hội là 600m, chợ Hoa Hội và giáo xứ Hoa Hội là 700m. Và đây là số ông riêng của lô đất. Đất chúng ta có hướng nam. Diện tích công nhận tính sổ là 637,4m2, đất trồng cây lâu năm, quy hoạch đất ở. Anh chị có thể nhìn ngắm lại lô đất chúng ta. Quanh vị trí lô đất chủ đã cắm cọc kéo lưới rất là rõ ràng. Diện tích là ngang 27m6, cạnh bên này là 26m và một cạnh là 20m rưỡi. Đất sạch sẽ, cao ráo. Giá chính chủ ký gửi chỉ có 120 triệu trên 1 mét ngang, rất hợp cho anh chị đầu tư. Rồi chúng ta kết thúc tại hàng cọc mấy cái chị. Giáp với nhà dân. Anh chị xem video, thấy lô đất này phù hợp với nhu cầu đầu tư và an cư lập nghiệp tại xã Hoa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị gọi ngay cho Bất Động Sản Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986606314 hoặc kết bạn Zalo số này để em có thể tư vấn cho các chị một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Bất Động Sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo Bất Động Sản Quang Linh. Em xin dừng video này tại đây. Hẹn chị các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các chị.